Xin chào anh em, hôm nay thì cũng chính thức ra mắt chiếc Toyota Yaris sau rất nhiều các cái bài đăng ở trên mạng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem là với phiên bản máy xăng thì sẽ có những trang bị gì với mức giá 738 triệu. Đầu tiên ở phần đầu xe thì với cái thiết kế của Toyota thì nó vẫn khá quen thuộc với cái kiểu mũi mà làm kiểu vát vát xuống như thế này. Ngay chỗ này chúng tôi đã thấy được cái logo dạng kính. Đây là một trong những cái chúng ta đã từng thấy ở trên những mẫu xe đàn anh như là Toyota Corolla Cross hay là Toyota Camry ở phía trên chẳng hạn. Thì đây chính là bộ phận radar và ở dưới chúng ta sẽ có một mắt cam, đó chính là trong hệ thống camera 360. Hệ thống đèn dạng bi LED nhé, và cái giải đèn định vị ban ngày này làm rất là đẹp. Bên cạnh đó nữa là chúng ta có bi gầm cũng LED luôn, sẽ có cảm biến góc này và sẽ không có cảm biến trung tâm, chỉ có cảm biến góc thôi. Và đây là một cái phiên bản màu là màu trắng ngọc trai, cực kỳ là đẹp của Toyota. Sau phần thân xe thì với cái một cái mẫu xe hạng B thì tôi nghĩ rằng nhìn cũng khá là to, không hề nhỏ một tí nào cả. Đấy. Ở trên gương này chúng ta sẽ có xi nhan ở trên gương này, hay là có cảm biến rồi camera. Đấy, ở chỗ này ở đây sẽ vẫn sẽ có được trang bị cái cảnh báo điểm mù nhá, ở trong gói Toyota Safety Sense. Rồi, ở dưới này thì chúng ta có một cái bộ mâm với kích thước 18 inch. Nếu mà so với các cái sản phẩm ở trong phân khúc hạng B thì rõ ràng con Yaris Cross này nhìn đẹp thật sự. Bước xuống phía đuôi thì ở phần đuôi này Toyota làm cái phần đuôi khá đẹp nhá anh em nhá. Có cái phần vát ở đây. Và tuy nhiên thì hơi tiếc một tí ở cái phần đuôi này là nếu mà họ làm khéo khéo một tí và giấu được cái cần gạt nước này ở phía trên phần đuôi ở đằng sau này thì sẽ đẹp hơn. Đấy, về tổng thể phần đuôi xe của chiếc Yaris Cross thì đẹp. Thiết kế cái đèn hậu móc câu này trông rất là đẹp. Sau cốp này thì sẽ có khác biệt một chút so với phiên bản hybrid, là bản xăng này chúng ta sẽ chỉ có cốp cơ mà thôi. Bản hybrid chúng ta sẽ cốp điện này và có cả cảm biến đá cốp nữa. Đấy. Ở phía trong này thì cơ bản thì hai cái phiên bản xe thì giống nhau thôi. Vẫn sẽ có cái che cốp này, chắn cốp này, rồi thì cái phần mặt cốp này được làm rất là phẳng. Khi mà mọi người đưa vali vào, đưa kéo đồ ra, cái đồ vào ấy thì nó sẽ rất vô cùng là dễ dàng. Đấy, ngoài ra nếu mà để tăng thêm cái diện tích cho cái cốp này sâu hơn nữa thì chúng ta có thể đặt lên như này. Đấy, sẽ sâu xuống hơn một chút. Và đương nhiên là trong phần cốp này chúng ta vẫn sẽ có cái phần lốp dự phòng. Chắc chắn rồi. Phần lốp dự phòng. Đây. Phần lốp dự phòng ở bên trong này vẫn được trang bị lốp Bridgestone. Tuy nhiên thì cái size lốp này đã hình như là nhỏ hơn. Nhỏ hơn so bên ngoài, lốp mâm 16 inch. Các thông số kỹ thuật tổng thể của xe thì có lẽ sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi. Với cái chiều dài cơ sở của xe lên tới 2620mm này. Đấy, ở phiên bản xăng thì chúng ta sẽ chỉ có động cơ 1.5, cùng với đó là công suất là 105 mã. Còn ở phiên bản hybrid kết hợp xăng với điện ấy, thì chúng ta sẽ có một phần động cơ xăng là khoảng 90 mã lực và kết hợp với motor điện nữa khoảng hơn 70 mã lực nữa. Thì do ra tổng công suất cũng rất là cao. Đây là vị trí hàng ghế thứ hai. Ở vị trí ghế lái thì tôi đã chỉnh ở cái mức độ phù hợp để lái xe rồi. Thì đối với các mẫu xe của Toyota nói chung thì luôn làm cho khoang xe có một cái độ rộng rãi nhất định. Khoảng để chân này vẫn rất là thoải mái này. Rồi khoảng sáng đầu cũng thế. Phiên bản máy xăng này chúng ta vẫn sẽ có bệ tì tai đấy, như thế này. Cửa gió hàng ghế thứ hai đây. Trang bị lên tới 2 cổng trục taxi cũng rất là tiện. Nhưng mỗi tội là tôi thấy cái vị trí này để nó cũng hơi thấp. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc Toyota Yaris phiên bản máy xăng. Nhìn chung thì với hai phiên bản máy xăng và hybrid thì cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Ở đây chúng ta một khoang nội thất phải nói rằng là nó tập trung về hướng người lái này. Ở phần bên này cũng thế, từ phần yên ngựa này đấy, ở đây chúng ta vẫn sẽ được trang bị phanh tay điện tử auto hold kể cả trên phiên bản V. Khi mà Toyota Yaris Cross đưa cái phiên bản này về thì mình thấy khá hợp lý với cái mức giá. Nếu mà anh em không quan tâm nhiều đến hybrid và muốn một chiếc xe nó đầy đủ tiện nghi thì với phiên bản V này thì khá là vừa. Option cũng đầy đủ này đấy, giữ khoảng cách, cái full bộ ADAS luôn, không có gì khác biệt cả. Ghế này vẫn là ghế da, vẫn có những cái đường nét chỉ này, màu xanh này để tạo cái điểm nhấn này. Tuy nhiên thì mình thấy cái này nó ví dụ mà được thay bằng một cái giải LED thì có lẽ sẽ khá đẹp.
Đấy. Ngoài ra nữa, nếu mà nhìn vào mẫu này và mẫu hybrid, nếu mà không để ý cái tên được dán ở phía ngoài xe ấy, thì rất dễ bị nhầm lẫn. Ở phiên bản hybrid thì cái chỉ ở trên ghế vẫn được khâu cái chỉ xanh như thế này, trông chả khác gì nhau cả. Đấy, điều hòa này, tự động này, có AC này. Cái này chỉ có một vùng thôi anh em nhé. Nên con này chỉ có điều hòa một vùng thôi. Mà lát nữa mình sẽ quay thêm phiên bản hybrid cho mọi người cùng xem. Mặt đồng hồ thì cũng tương tự cái thiết kế, cái giao diện nó cũng giống với chiếc Toyota Ray ấy. Tuy nhiên thì được làm chữ và cái phần hiển thị của nó rất là to, rất là dễ nhìn. Đấy. Kể cả cái phần màn hình ở đây này, mặc dù là giao diện cũng giống với chiếc Toyota Ray thôi, nhưng mà cái màn hình được làm khá là to. Hai cạnh bên thì có thể là hơi dày một tí, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó vẫn rất là đẹp. Gương chống chói, chụp trời cơ thôi, và sẽ không có cửa sổ trời. Đấy. Hộc để đồ này. Ở đây sẽ có cái khu vực để cốc. Có một cái mà mình rất thích ở trên dòng xe của Toyota. Cái chỗ để cốc này hay phết, nó sẽ khá là tiện. Đấy, và có một cái mà mình thích ở của Toyota là trước đây là trên con Ray là có một cái chỗ để cốc ở đây. Mình rất thích cái chỗ để cốc ở đây bởi vì cái điều hòa của Toyota làm khá là mát, nên khi mà chúng ta để nước rồi các thứ ấy, thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Và ở đây cái khu vực sạc không dây nhé. Nó không đặt như cái loại sạc bình thường mà anh em hay kiểu chỉ đặt lên thôi ấy. Nhưng đây này, nó sẽ đút được vào đây này. Đấy, nó sẽ giữ cái điện thoại không bị rung lắc trong quá trình di chuyển. Rồi có cả nút tắt mở ở đây nữa. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cổng Type-C, một cổng USB và có cảnh báo thắt dây an toàn. Ở ghế lái thì sẽ có chỉnh điện nhé. Còn ghế phụ phiên bản xăng này thì sẽ không có chỉnh điện. Mấy anh em xe nhập luôn luôn có cái này. Đủ anh em biết là cái này để làm gì. Mình sẽ giải thích với anh em ở trên fanpage nhé. Đây các cái tính năng an toàn chủ động này. Hình như là có một số cái bị cắt giảm so với bên kia này, phòng tránh va chạm phía trước này. Rồi thì có đây có giữ làn này, có giữ khoảng cách này, có adaptive cruise control này. Đấy. Nhìn chung thì bản V này cũng rất là đầy đủ rồi. Thì nếu mà mọi người không quan tâm quá nhiều về vấn đề về động cơ, về sức mạnh của động cơ, hay là không muốn trải nghiệm cái động cơ hybrid, thì có thể lựa chọn phiên bản V này với mức giá khoảng hơn 700-730 cũng rất là tốt. Rồi, với anh em thì anh em thấy sao về chiếc Yaris Cross với mức giá này cho phiên bản xăng và phiên bản hybrid, thì đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới.